Rồi, hôm nay mình đến với một cái đề nữa là gì? Mình đọc đề trước nè. Nó cho mình tọa độ của các đỉnh, được chưa? Của tam giác RST là R trừ 2 trừ 3, S82, trừ 2 trừ 3, S82 và gì? T45. Nó hỏi mình cái tam giác RST nó là loại nào? Đầu tiên, mình phải biết được những cái từ vựng trong đây chứ cái đã. Right có nghĩa là gì? Là tam giác vuông. Obtuse là gì? Tam giác. Đây là cái này là từ từ mình sẽ acute chứ đi. Đây tam giác nhọn. Tam giác obtuse là nó có một góc, tam giác có một góc lớn hơn 90 độ đó. Quên mất tiêu, cái này gọi là tam giác gì rồi? Equiangular là gì? Tam giác có các góc bằng nhau là tam, trong trường hợp tam giác thì nó sẽ là tam giác đều. Equiangular là cái tam giác mà có các góc bằng nhau. Đó, mình nhớ như vậy. Để anh viết là xem cái octet, anh quên mất tiêu tên nó là gì rồi. Octet nó cái tam giác như thế này. Thì những tam giác như thế này đây. Đây nó có một cái góc lớn hơn 90 độ. Đó. Rồi, mình quay lại cái bài này, nó cho mình tọa độ 3 điểm. R, S, T. S là bao nhiêu nè? 82. T là bao nhiêu? T là 45. Cái này là em viết ra thôi nha, để cho mình hình dung thôi, chứ nó không phải là nhiều khi nó sẽ vuông tại góc khác. Nhiều khi nó sẽ là những cái góc khác, nhưng mà anh viết tượng trưng ra chứ, trừ 2, 3. Một cái mẹo để làm những bài này là gì? Mình phải tính cho anh cái vector RS chứ. Tính cái vector mà tính như thằng này, mình sẽ tính vector này, vector này và cái vector này. Sau mình nhân lại với nhau xem có thằng nào bằng không hay không thì mình sẽ suy ra góc vuông, còn nếu mà không thì mình sẽ dùng những cách khác để mình tính. Đầu tiên RS, khi mình em nhắc lại một cái công thức là gì, khi mình có hai điểm AB và S CD thì cái vector RS nó sẽ là bằng gì? Sau trừ đầu thôi, C trừ A và gì? D trừ B. Đó thì RS cái tọa độ là gì? R đây, S đây là gì? 8 trừ trừ 2 là gì? Là 10. Mình tính kỹ lưỡng nha, khi đi thi mình tính chậm lại, cái này anh tính nhanh. Chưa? RS là gì? Lấy sau trừ đầu là lấy tọa độ S trừ tọa độ R. 8 trừ trừ cái trừ 2 là 8 cộng A bằng 10. 2 trừ trừ 3 là 5. Đầu tiên thằng. Tới được ST là gì? ST là gì? Lấy sau trừ đầu là gì? 4 trừ cái 8 là gì? Trừ 4. 5 trừ cho 2 là gì? Là 3. Đó. Tiếp tục là gì? RT. Cái bằng gì? Sau trừ đầu thôi. 4 trừ cho trừ 2 là 6. 5 trừ cho trừ 3 là 8. Rồi tới bây giờ. Anh lại nhắc thêm một cái kiến thức nữa là gì? Khi mà thằng vector U nhân cho vector V bằng 0 thì mình suy ra vector U vuông góc của vector V. Thì cái mẹo bài này là mình kiểm tra tính vuông góc trước. Mình sẽ thường kiểm tra tính vuông góc trước. Kiểm tra tính vuông góc trước. Đó, xong rồi làm gì thì làm kiểm tra tính vuông góc trước. Thì hôm nay anh cũng áp dụng như cái này luôn, là kiểm tra tính vuông góc trước. Và tính vuông góc là mình có cái gì? Khi mà vector U nhân cho V mà không thì U vuông góc với V. Đây mình có ba bộ ba vector rồi thì mình cứ lấy hai thằng nhân nhau coi thằng nào bằng không. Bây giờ mình lấy thằng này trước coi. RS nhân cho gì? ST sẽ bằng cái gì? Khi mà hai vector nhân nhau á, đúng không? Ví dụ như A nhân A, thằng đầu tiên là U là AB, được chưa? Thằng V là gì? CD suy ra gì? U nhân V bằng gì? Thằng này nhân cho thằng này thôi, thằng này nhân thằng này thôi. Là gì? A nhân C
cộng b nhân d. Ok chưa? Thì ở đây cũng vậy, RSST thì sao? 10 nhân trừ 4, 5 nhân 3. 10 nhân trừ 4 cộng gì? 5 nhân 3 bằng bao nhiêu? Trừ 40 cộng 15 là bao nhiêu? Trừ 25. Không được kết quả gì hết. Được chưa? Tiếp tục là hai thằng nào? Hai thằng dưới đây. ST nhân cái gì? RT bằng gì nè? Trừ 4 nhân 6 cộng 3 nhân 8 bằng gì? Trừ 24 cộng 24 bằng mấy? Bằng 0. Đó mình suy ra được gì? ST vuông góc với RT tại điểm T, tại vì nó có T chung nè. T chung nè. Đó, thì kết quả của bài này mình phán ngay một câu luôn là gì? Nó chính là right triangle, tam giác vuông. Cái này thì nó liên quan cái việc mình phải thuộc những cái kiến thức liên quan tới tọa độ hay trục tọa độ các kiểu. Đó, thì hy vọng qua câu này thì mình sẽ hiểu hơn về tọa độ và những cách để làm những cái câu như thế này.